sau khi tiêu huyền về lạc vân thành hắn đã dẫn người của tô ra tiếp quản lạc vân thành uông gia mặc dù bất mãn nhưng toàn bộ tài sản đều đã thua cho tiêu huyền đồng thời gia chủ của uông gia cũng đã chết nên bọn họ không hề dám phản kháng có sự giúp đỡ của tài sản của lạc vân tông tô ra một lần nữa đi lên đỉnh cao nhân sinh từ từ ổn định được lạc vân thành sau đó phát triển hàng loạt dịch vụ mới làm cho kinh tế lạc vân thành ngày càng đi lên sau khi bế quan tiêu huyền cũng đã tiến hành truyền công cho lâm trĩ và tô mộc hàm giúp hai người bọn họ đạt đến cảnh giới trúc cơ Lâm Chí là trúc cơ nhị trọng còn Tô Mộc Hàm hiện tại là nhất trọng, Tiêu Huyền cũng nhận được những phần thưởng xứng đáng từ hệ thống. Tiêu Huyền đang tận hưởng những ngày tháng không cần làm việc mà tiền vẫn chảy vào túi, gần đó Mộc Hàm cũng trình bày tình hình kinh doanh hiện tại. Kim Đan sau khi mở bán đã nhận được sự truy lùn của rất nhiều tu sĩ, bây giờ mỗi ngày chỉ vừa mở bán đã hết, dự tính tương lai sẽ ổn định tiêu thụ. Theo ước tính chỉ riêng tiệm đan dược thì đã có thu nhập đạt tới 100 vạn linh thạch mỗi ngày, còn chưa tính đến những nguồn thu nhập khác thông qua kết hợp kinh doanh với Kim Đan. Nghe báo cáo thu nhập mà Tiêu Huyền đã ngất ngây con gà tây rồi, trong lòng hắn bây giờ chỉ có hai chữ phát tài, có thể đập gãy hai chân mà nằm chơi hưởng thụ rồi. Đang nằm chơi thì từ xa có tiếng nói vọng đến, "Tiêu trưởng lão." Nhìn theo âm thanh thì mọi người thấy Diệp Thần đang ngự không bay đến. Thấy người đến Tiêu Huyền vui vẻ nói, "Diệp sư điệt sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây thế? Sư phụ của ngươi gần đây vẫn khỏe chứ? Mau tới đây ăn trái cây đi." Diệp Thần vừa đáp xuống thì vội nói, "Không cần đâu Tiêu trưởng lão, trưởng môn nhờ ta đến đây nói với người mấy câu." sau đó diệp thần ho nhẹ lấy hơi bắt đầu thuật lại những gì trưởng môn đã nói nghe nói tiêu trưởng lão gần đây đã nắm được lạc vân tông xin hỏi người có ý định gì khác không nghe lời này tiêu huyền có chút bất ngờ tiêu huyền cười ái ngại nói không ngờ tin tức của trưởng môn sư huynh lại nhanh như vậy ngươi về nói với huynh ấy ta luôn trung thành với hồng mông tông lạc vân tông chỉ đơn thuần nằm yên thu tiền mà thôi diệp thần nghe xong thì ôm quyền kính cẩn diệp thần đã rõ ngoài ra ba ngày sau là đại hội thi đấu giữa các phong trưởng môn bảo ta gửi lời cho người nếu như người muốn ở lại Hồng Môn Tông thì phải nhớ tới đúng giờ. Tiêu Huyền nghe thế thì cũng tươi cười khẳng định mình sẽ về đúng giờ. Sau khi Diệp Thần rời đi, Tiêu Huyền cũng hạ lệnh cho hai đệ tử thu xếp chuẩn bị trở về tông môn. Khi này Lâm Chỉ nhớ về chuyện ở tông môn nên có chút lo lắng nhắc nhở Mộc Hàm, "Sư muội, sau khi muội trở về tông môn, có vài người muội cần phải cẩn thận nếu như gặp phải." Nghe thế Lâm Mộc Hàm không hiểu hỏi là ai. Lâm Chỉ ánh mắt hiện lên sự câm phần giải thích, "Bọn chúng vốn là đệ tử của sư phụ, nhưng sau đó đã phản bội lại sư phụ." còn có âm mưu sát hại người lát nữa trên đường đi ta sẽ nói cho muội rõ cảnh chuyển đến lục phong hồng mông tông trên đại điện có ba người đang bàn chuyện ngồi trên đài cao lục phong chủ nghiêm nghị nói ta nghe được tin tên tiêu huyền đó sắp quay về rồi hai người các ngươi đã chuẩn bị xong chưa ở phía dưới chính là hai tên đệ tử phản bội của tiêu huyền khi này vương phong nói sư phụ thứ lỗi cho con con cảm thấy mấy bài công pháp mà sư phụ dạy cho chúng con cần phải phối hợp với tinh huyết linh thú để tu luyện sao con có cảm giác công pháp này có chút giống với ma công Nghe đến đây thì Lục Phong chủ đã tung ra một trường kinh khí đánh bay Vương Phong ra xa. Ông ta tức giận nói, tuổi trẻ vô tri, ngươi thì biết cái gì, ở trong Hồng Mông Tông thì biết được bao nhiêu công pháp, lại dám nghi ngờ công pháp mà ta truyền cho ngươi. Vương Phong tuy không bị thương nhưng cũng khá đau vì đoàn đánh vừa rồi, hắn bỏ dậy cúi đầu nhận sai nhưng trong lòng khó chịu nghỉ, cái thứ tà môn đó ta mới không thèm luyện. Khi này Thu Hàn ở bên cạnh lên tiếng, con đã làm theo lời sư phụ, con đã luyện đến tầng thứ ba của công pháp đó, bây giờ tu vi của con đã đạt tới chúc cơ ngũ trọng nghe thế thì lục phong chủ cười đắc ý khen ngợi được được làm tốt lắm đã tu luyện đến tầng thứ ba thì việc lấy được vị trí đầu tiên trong đám trẻ ở hồng mông tông là không thành vấn đề khi này ông ta nghiêm nghị dặn dò trong cuộc thi ở hồng môn tông mọi chuyện đều không quan trọng điều quan trọng là phải lấy được giải thưởng hồng mông tử khí cái đó chính là một bảo vật vô thượng video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn